Kính chào quý vị và bà con. Nhiều ngày nay, ngư dân ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình làm nghề câu mực trên vùng biển Vịnh Hòn La trúng mùa, thu nhập hàng chục triệu đồng sau mỗi chuyến biển. Mực có quanh năm nhưng chính vụ thường bắt đầu từ tháng 2 cho đến hết tháng 8 âm lịch. Hiện luồng mực vẫn xuất hiện nhiều và dày đặc ở vùng biển Vịnh Hòn La rất thuận lợi để ngư dân đánh bắt. Và bà con yên tâm là thời tiết ở vùng biển Quảng Bình vẫn tương đối thuận lợi giúp cho việc khai thác hải sản có hiệu quả cao. Cụ thể khắp vùng biển từ Nam Vịnh Bắc Bộ xuống tới Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, bao gồm Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Từ nay đến cuối tuần, trời sẽ chủ đạo là nắng, gió ở đây không quá cấp 5 và độ cao sóng từ 0,50m cho tới 2m. Còn với vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và phía Nam của huyện đảo Trường Sa, chiều và đêm nay trời lại mưa nhiều, tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10km, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa. Trên đất liền, nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, Khắp từ Nghệ An trở vào cho tới Ninh Thuận đều duy trì mức nhiệt cao 35 đến 37 độ C và có những nơi nắng nóng gay gắt vượt 37 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn so với dự báo phụ thuộc vào các điều kiện bề mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.